Khách nhá, hôm nay thì hàng Nhật Tuấn Hà xin phép được báo giá với quý khách tất cả những cái dòng máy lọc nước tạo kiềm đang có tại hàng Nhật Tuấn Hà cũng như tại thị trường Nhật luôn. Tất cả máy hàng Nhật Tuấn Hà bán ra sẽ đều bảo hành 18 tháng một đổi một với hàng qua sử dụng và 24 tháng với hàng mới nguyên và 5 năm bảo hành điện cực. Tất cả hàng bán ra sẽ bao gồm có kèm theo cục đổi nguồn này, muối này, vòi ra để chúng ta có thể cấp nước này và nõi lọc thô dành riêng cho dòng căn gen của máy lọc nước. Thì sau đây tôi xin phép được báo giá đầu tiên là với cái dòng của Nevanac. Nevanac thì đang có phiên bản cao cấp nhất của Nevanac, đó là phiên bản Nevanac K8 này. Thì phiên bản này đang có giá là 32.500.000 cho tháng này. Và tiếp tục là chúng ta sẽ đến phiên bản Nevanac SD501. Phiên bản SD501 đang có giá là 26.000.000 cho phiên bản hàng mới nguyên hộp 7 điện cực. Nếu như quý khách muốn có kinh tế tốt hơn thì chúng ta có thể nghiên cứu phiên bản Nevanac DX này, phiên bản 5 điện cực. Hai con này tính năng y hệt như nhau và tạo ra nguồn nước như nhau, không có gì khác biệt lắm đâu. Thì phiên bản này có đăng giá 13.500.000 và một phiên bản rất là hot chúng tôi đang bán, có rất nhiều máy đang ở phía dưới này. Tiếp tục là chúng ta sẽ báo giá đến cái dòng máy lọc nước cao cấp tiếp theo là dòng của Chimyong mà mọi người rất là hay nói đến. Chimyong thì đang có hai phiên bản, đó là Chimyong và Chimsanwa này. Phiên bản Chimyong đầu tiên chúng ta sẽ có phiên bản Chimyong Neo này là phiên bản 5 điện cực, đang có giá là 9.000.000 lắp đặt trận gói. Phiên bản Chimyong Hyper này là phiên bản có lượng hydrogen cao hơn so với phiên bản Chimyong Hyper này và hiển thị được nhiều chế độ hơn thì đang có giá 14.500.000. Hàng mới nguyên hộp của bản Chimyong Hyper là chúng tôi đang bán với giá là 26.000.000 cho bản Chimyong Hyper này. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi đến cái dòng Chimyong tiếp theo là bản Chimyong 5HX này thì đang có giá là 13.500.000, còn nếu phiên bản đời thấp hơn của Chim 5HX nó cũng có vòi như thế này thì chúng ta sẽ có phiên giá là 11.500.000 cho bản TI9000. Tiếp tục là đến cái phiên bản cao cấp, chúng ta sẽ thấy là phiên bản Sanwa, đó là phiên bản Chimyong Sanwa RW7 và RW8. Thì phiên bản RW7 này đang có phiên bản là 7 điện cực có lượng hydrogen trên 1.100, là phiên bản có thể nói là đỉnh cao hiện tại nhất của dòng Chimyong và bán được nhiều nhất, phiên bản y tế đang có giá 16.500.000. Đây, phiên bản VIP nhất của dòng Chimyong bản thương mại, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy, đó đây là phiên bản của bản Chimyong Refine này. Phiên bản Chimyong Refine này thì chúng tôi hiện hàng trưng bày thì đang với giá đang bán là 30.000.000, còn nếu phiên bản hàng nước thì đang có giá là 26.500.000. Đây chúng ta sẽ nhìn theo những cái phiên bản Chimyong này, chúng tôi đang có rất là nhiều đây. Đấy, phiên bản Sanwa này. Và chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách thêm một dòng nữa, đó là phiên bản 7 điện cực của Hitachi. Phiên bản 7 điện cực của Hitachi này, đây là một phiên bản có thể nói là đỉnh cao hiện tại nhất đang của máy lọc nước tạo kiềm luôn. Con này là phiên bản dòng y tế có thể tạo ra nước kiềm 10.5 mà không cần phải dùng muối. Bình thường tất cả những con dòng máy lọc nước tạo kiềm khác thì đều phải dùng muối để có thể lên được 10.5. Nhưng con này thì chỉ cần điện phân lên là được 10.5. Thậm chí nếu quý khách giảm dòng xuống có thể lên đến 11 chấm luôn. Đấy, đây là những cái dòng máy lọc nước của 7 điện cực mà chúng tôi đang kinh doanh rất là nhiều. Và cuối cùng là một phiên bản nữa của Panasonic, phiên bản Panasonic HS92 này. Thì phiên bản mới nguyên hộp của Panasonic HS92 mà như chúng ta thấy rất là sang trọng này. Thì con này đang có giá là 33.000.000, đang có hai màu là màu đen và màu xám bạc quý khách nhé. Đấy, hàng mới nguyên hộp. Thì đây là xin em báo giá với quý khách của tháng 11 này. Thì cảm ơn quý khách, rất mong quý khách lúc nào ủng hộ hàng Nhật Tuấn Hà.